thi nào sẽ giành cúp vô địch ạ? Anh mạnh dạn tuyên đoán đội anh. Rồi, hy vọng năm nay là team sẽ giữ lại cúp cho Hồ Chí Minh. Thì tất cả đây là sân chơi của cho tất cả mọi người, thì tất cả những bạn ở đây đã là những người vô địch rồi. Nên là hy vọng là hôm có một cái sân chơi thật sự là bổ ích và các bạn thì có sự trải nghiệm cũng như là có sự va chạm với nhau cho thật sự là vui vẻ và có kinh nghiệm. Ở đây rất là vinh dự và tự hào đại diện cho công ty để kick off cũng như là khởi động cho cái ngày thi chung kết Pizza Excellence 2024 của The Pizza Company Việt Nam. Enjoy your